ngon được những ngày. Đây. Đấy. Bên kia có dùng không? Như này. Mời cả nhà nhá. Thức món dê nướng tại chỗ. Cắt cho mấy tiếng kia. Tuyệt vời. Tại từ nhà đất mà cả nhà ăn món dê nướng trực tiếp nhá. Hello, xin chào bạn nha. Mình đang ở trên Bắc Cạn và đang trải nghiệm nhóm bếp củi quê. Đây là bếp nấu bếp củi ở trên này không có nấu bếp ga hoặc bếp than nhé, mà chỉ có nấu bếp củi. Trên này rất nhiều củi. Đây những cái trại ngày xưa nhé. Trại ngày xưa dưới quê mình vẫn còn. Bây giờ trên này thì trong này chứa rất nhiều đồ để tích trữ. Đây căn nhà rất đơn sơ mộc mạc. Chào bạn. Chờ Z xuống đây, Z không băng? Z rồi. Lạnh rồi. Nó là mạnh yếu rượu thì mới ông mới nhớ được. Con này là ổn mà. Bây giờ là cháy luôn. Mời các bạn thưởng thức món quay trực tiếp. Đùi dê. Đùi dê. Đùi dê. Đùi dê. Đấy. Cái này nó nướng ba chỉ sâu ở trong rồi. Làm gì đây? Làm này. Cho ông làm à? Thấy gì mẹ bảo làm gì phát cho ông làm ngay. Thế chả cho nó đi cho ai? Không không bên rưỡi. Để à? Đấy. Không. Kia đây không có xem đấy. Ao. Nóng quá. Ao. Em muốn xé cho. À đi con mẹ bỏng. Đây đây. Bỏ quá đây. Tầm này. Anh lại vào vào đầu là vào đầu. Vẫn bay mất cỡ thôi. Chuẩn như là. Từ đây ra kia. Nếu như anh dám tin tưởng em thì anh đứng kia anh ngậm điếu thuốc lá này, em bắn bay điếu thuốc lá cho anh xem. Anh giơ ngón tay này. Mẹ, nó bay mẹ là răng gì đâu. Còn nếu như mà anh tin tưởng tay ngàn thì có tin hay không anh chưa biết. Này, anh dám này. Có tin hay chưa thì em chưa biết. Đó xa cái mặt thôi. Mày xem phim trở Hồng Kông chưa? Bắn toàn bay, bắn cung toàn bay, chóc mũ thôi. Ngậm điếu thuốc lá này thấy ghê đúng không? Không, lúc anh.